Bí Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 11 tháng 3 năm 2017. Đến với chương trình bản tin VTV hôm nay gồm có phần 1 là tin tài liệu về cuộc điều tra Wikileaks của FBI và CIA. Trong phần 2, Bích Phượng có mời quý vị theo dõi chương trình Hạnh phúc từ đầu do Hội Thánh Tinh Lành, Baptist Phục Hưng thực hiện. Để bắt đầu chương trình, Bích Phượng có mời quý vị theo dõi bản tin tài liệu về cuộc điều tra Wikileaks của FBI và CIA do Nam Anh thực hiện. FBI, CIA điều tra hình sự về vụ WikiLeaks tiết lộ bí mật. Các nhân viên Hoa Kỳ cho biết FBI và CIA đã mở cuộc điều tra hình sự về việc WikiLeaks công bố hàng ngàn trang tài liệu được cho là phát giác chi tiết các công cụ xâm nhập của CIA. Trong đó nói rằng CIA đã tìm cách nghe lén trên điện thoại thông minh và TV thông minh. Các viên chức Hoa Kỳ giấu tên nói với báo chí Hoa Kỳ rằng cuộc điều tra xem xét tại sao những tài liệu này lại rơi vào tay Wikileaks, cho dù CIA, FBA và Tòa Bạch Ốc đều từ chối bình luận về tính xác thực của tài liệu bị tiết lộ. Cuộc điều tra cũng xem xét liệu những tài liệu này có phải lấy được do đột nhập từ bên trong hay bên ngoài CIA hay không. Trong một cuộc phỏng vấn, cựu giám đốc CIA là Michael Hayden nói, nếu những gì mà tôi đọc được là đúng, thì việc này có vẻ là sự tiết lộ ngày càng nguy hiểm. Xét về các chiến thuật, kỹ thuật, thủ tục và công cụ được CIA sử dụng để tiến hành công việc tình báo hợp pháp ở nước ngoài. Nói cách khác, việc này làm cho nước Mỹ và các quốc gia đồng minh khác ít an toàn hơn. Một số sản phẩm công nghệ của các công ty lớn như là Apple, Google được cho là đã bị CIA vô hiệu hóa. Trong những phản ứng đầu tiên sau thông tin về vụ này, Apple nói họ đã ứng phó một số nhược điểm. Công nghệ được đưa vào iPhone hiện nay thể hiện an ninh dữ liệu tốt nhất sẵn có cho người tiêu dùng. Và chúng tôi liên tục làm việc để bảo đảm điều đó. Samsung, công ty mà Wikileaks cho là có sản phẩm TV F8000, đã bị vô hiệu hóa nói rằng việc bảo vệ sự riêng tư của người tiêu dùng và an ninh các thiết bị là ưu tiên hàng đầu của Samsung. Gordon Corra, phóng viên về an ninh phân tích, vụ tiết lộ mới nhất dường như cung cấp chi tiết về các biện pháp kỹ thuật mang tính nhạy cảm cao sẽ là một vấn đề rất nghiêm trọng với CIA. Có một điều đáng nói là CIA là một cơ quan chuyên đánh cắp những tài liệu bí mật của người khác lại không thể giữ được bí mật của riêng họ. Tiếp đó là nỗi lo ngại của giới tình báo về mục tiêu của họ có thể thay đổi phương cách bảo vệ tài liệu, vì bây giờ chính họ đã biết những gì phản gián có thể làm. Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ NSA đã phải đối phó với những câu hỏi về việc liệu có sự cân bằng này khi nhiều bí mật của họ bị Edward Snowden tiết lộ và bây giờ có thể đến lượt CIA. Vậy ai cung cấp hàng ngàn tài liệu mật của CIA cho WikiLeaks? Các viên chức Hoa Kỳ tiết lộ có nhiều khả năng cho thấy các nhân viên làm việc theo hợp đồng từ chính phủ Mỹ có thể đã cung cấp tài liệu mật về các thiết bị tấn công mạng của cục Tình báo Trung ương Hoa Kỳ (CIA) cho WikiLeaks. Từ ngày 8 tháng 3 năm 2017, tổ chức WikiLeaks bắt đầu công bố loạt hồ sơ mật vô 7 và trong đợt công bố đầu tiên có 8.761 tài liệu về hoạt động tấn công mạng của CIA. Theo tài liệu do Wikileaks công bố, CIA có khả năng đột nhập và kiểm soát các thiết bị được hàng tỷ người sử dụng trên toàn cầu, từ điện thoại cho đến các thiết bị sử dụng hệ điều hành Android của Google để thu thập các tin nhắn và thông tin. Reuters dẫn lời hai quan chức Mỹ giấu tên vào ngày 8 tháng 3 2017 cho biết các cơ quan tình báo Mỹ đã nắm được tin tức về nguồn tài liệu của CIA ra ngoài kể từ cuối năm 2016. Hai quan chức này tin rằng tài liệu do Wikileaks công bố về ký thuật tấn công mạng của CIA trong giai đoạn 2013-2016 là thật. CIA từ chối xác nhận đó của những tài liệu. Nhưng cơ quan này cáo buộc là Wikileaks công bố hồ sơ mật là đe dọa sự an toàn của người Mỹ, giúp kẻ thù của Mỹ và gây cản trở cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ. Một viên chức Mỹ cho biết thêm, các công ty là nhà thầu cho CIA đang kiểm tra xem liệu có phải nhân viên của họ đã tiếp cận với các tài liệu mật và cung cấp cho Wikileaks hay không. Các nhân viên làm việc theo hợp đồng của chính phủ Mỹ được cho là nguồn cung cấp dữ kiện quan trọng của chính phủ Mỹ trong những năm gần đây. Đáng chú ý nhất là trường hợp của ông Edward Snowden và ông Harold Thomas Martin. Cả hai đều là nhân viên của công ty từ vốn Bohm Allen Hamilton trong lúc làm nhân viên hợp đồng cho cơ quan an ninh quốc gia Mỹ NSA và CIA. Các thượng nghị sĩ Mỹ cũng đã yêu cầu cân nhắc lại việc tuyển dụng các nhân viên làm việc theo hợp đồng cho chính phủ hai quan chức kể trên cho hay sở dĩ có nhiều nhân viên hợp đồng có thể tiếp cận thông tin mật là bởi vì chính phủ cắt giảm ngân sách nên các cơ quan tình báo không thể tuyển dụng nhân viên chính thức trước đó wikileaks cho rằng cia mất kiểm soát đối với kho lưu trữ tài liệu về biện pháp tấn công mạng trong khi đó các cuộc tin tặc cụ nhân viên hợp đồng của chính phủ thì có thể tiếp cận nắm giữ số tài liệu này dù không được phép và một trong số những người này đã cung cấp tài liệu cho WikiLeaks tòa bạch ốc cho hay tổng thống Donald Trump rất lo lắng về vụ tiết lộ tài liệu của CIA cho WikiLeaks phát ngôn viên tòa bạch ốc là ông Sean Spicer cảnh báo bất kỳ ai tiết lộ thông tin mật sẽ bị trừng trị thích đáng theo pháp luật theo Reuters trong khi đó, tin mới nhất cho hay, Wikileaks sẽ cung cấp công nghệ dọ thám cho CIA và các công ty tư nhân. Nhà sáng lập Wikileaks Julian Assange hôm 9 tháng 3, 2017, tuyên bố là cung cấp cho các công ty công nghệ những công cụ tấn công mạng của Cục Tình báo Trung ương Hoa Kỳ CIA. Theo tài liệu mật của CIA do Wikileaks công bố ngày 8 tháng 3, 2017, CIA đã tạo ra trên 1.000 hệ thống mã vi điện tử bao gồm virus trojan và những spyware khác có thể xâm nhập và kiểm soát các thiết bị điện toán và viễn thông được hàng tỷ người sử dụng trên toàn cầu từ điện thoại cho đến TV và các thiết bị sử dụng điều hành Android của Google. Theo Reuters là ông Asan cho biết, sẽ cung cấp cho các doanh nghiệp công cụ của Wikileaks để họ có thể sửa chữa các lỗi software ông Asan nói, WikiLeaks nắm giữ rất nhiều dữ liệu. Chúng tôi quyết định phối hợp với các công ty công nghệ cho họ những tài liệu bí mật mà chúng tôi biết để họ có thể khắc phục trong sản phẩm của họ. Ông Asan cho biết là WikiLeaks công bố hàng ngàn tài liệu của CIA có thể khiến cho các công ty công nghệ tổn thất hàng tỷ mỹ kim. Là công dân úc, 46 tuổi, ông Asan đang đối diện với các cáo buộc hiếp dâm ở Thụy Điển đã ẩn náu trong tòa đại sứ Ecuador tại Luân Đôn từ kể từ năm 2012. Wikileaks đã tiết lộ hàng trăm ngàn tài liệu mật về ngoại giao và quân sự của Mỹ trong năm 2010. ASEAN đã từ chối đến Thụy Điển để trả lời chất vấn của các công tố viên vì sợ sẽ bị dẫn độ sang Mỹ xét xử. Ecuador cho phép ông ASEAN tị nạn vào năm 2012, sau khi ông xin phép được tị nạn tại nước này. Chính phủ Anh từng tuyên bố sẽ bắt Assange nếu ông rơ khỏi tòa đại sứ Ecuador. Chính quyền Thụy Điển từng tuyên bố đã được phép thẩm vấn Assange ngay tại tòa đại sứ Ecuador sau khi Ecuador và Thụy Điển đạt được một thỏa thuận hợp tác về pháp lý hồi tháng 12 năm 2015. kính thưa quý vị, chương trình đến đây xin tạm ngừng trong giây lát. Kính mời quý vị trở lại với phần 2 sau phần thông báo và quảng cáo. Vì lợi ích sức khỏe của bản thân và gia đình, Hội Truy tầm Bệnh viêm gan CVB Hoa Thịnh Đốn tổ chức xét nghiệm miễn phí viêm gan CVB và C, đường và cholesterol tại chùa Giác Hoàng, địa chỉ 5401 Đường số 16, Northwest Washington DC 20011, vào ngày chủ nhật. 12 tháng 3 năm 2017, từ lúc 1 giờ chiều đến 3 giờ chiều. Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ Liên Nguyễn tại số 206 304 0345 hoặc Minh Tâm Lê 386 793 6938. hàng năm tại Las Vegas có cuộc triển lãm kỹ thuật công nghệ quốc tế rất lớn gọi là CES công ty Luraco tham dự để giới thiệu ghế massage vật lý trị liệu y khoa số 1 thế giới vì những chức năng vật lý trị liệu độc đáo những sáng kiến mới lạ và là ghế massage duy nhất được sản xuất tại Hoa Kỳ mà ghế massage Luraco được vinh dự những giải thưởng The Best of CES 2017 in Health and Fitness đây là giải thưởng danh dự thứ ba mà ghế massage Luraco nhận được những gì mới nhất tân tiến nhất và hấp dẫn nhất của ghế mà Saluraco đã thu hút được sự chú ý đặc biệt của rất nhiều người. Tạp chí nổi tiếng về khoa học kỹ thuật tại Hoa Kỳ là Innovation and Tech Today, tức là sáng tạo và kỹ thuật ngày nay, đã đưa ghế mà Saluraco lên hàng đầu trong một Being American and Buying American là người Mỹ, hãy mua sản phẩm của nước Mỹ. Tạp chí này cũng đã liệt kê ghế mà Saluraco đầu bảng The Top 50 Most Innovative Product of 2016, tức là 50 sản phẩm sáng tạo nhất của năm 2016. Ghế mà Saluroco xứng đáng là người bạn thân thiết trong mỗi gia đình Việt Nam. Trung tâm We Care chăm sóc sức khỏe tại gia của người Việt phục vụ người Việt. Yes, We Care chăm sóc sức khỏe tại gia cho quý vị cao niên có Medicare, Medicaid, chăm sóc người bị bệnh đi lại khó khăn hay khuyết tật. Nhân viên của We Care phục vụ chăm chỉ, tận tâm và chu đáo. Trung tâm WeCare cung cấp dịch vụ tại vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận. Nếu quý vị cao niên đang nằm trong bệnh viện và muốn được nhân viên chăm sóc tại tư gia sau khi xuất viện, xin liên lạc WeCare trước khi xuất viện để được hướng dẫn thủ tục. Mọi chi tiết xin liên lạc với Quỳnh Châu số 703-879-3750. Nhà hàng Fortune Seafood Tân Bừng khai trương Blue Crab House vào ngày thứ Hai, 9 tháng 5 năm 2016. Ngoài các loại blue crab, chúng tôi có các món đặc biệt khác, súp cua, snow crab leg, tôm hấp, lobster tails, oysters, sò, chicken wings, french fries, onion rings, corn và nhiều món khác. Quý vị sẽ được bớt 15% trong tháng đầu khai trương từ 9 tháng 5 năm 2016 đến 9 tháng 6 năm 2016. Xin liên lạc anh Vinh Nguyễn 703 629 6831. Chủ nhân kính mời.